mình đi chợ hôm nay là 66 đồng 74 nha. Đây là chợ Fiesta. Rồi gồm có trong xe đây. Đó, 66 đồng 74, giờ mình chắc lên nha. Xe người ta tự động nắm mà kéo, nó tự động nó đi xuống. Mấy con mẹ này, mấy cái xin đồ ăn, mấy mẹ nắm giật